trong những trường rộng lớn, có một dải thiên hà xinh đẹp. Trong vòng tay của Thái Dương Hệ, có một hành tinh nhỏ màu xanh. Núi cao, vực sâu, sa mạc hùng vĩ, đại dương bao la, những kỳ quan vĩ đại của thế giới. Thiên nhiên ẩn chứa bao điều kỳ bí. Hãy tới nắm lấy tay tôi và chúng ta cùng đi. Chúng ta cùng khám phá những điều bí ẩn. Hãy cho chúng tôi biết câu hỏi của bạn và chúng ta cùng du hành vào vũ trụ tri thức xinh đẹp. Hãy bỏ lại sau lưng mọi lo lắng của bạn, cùng tiến vào hành trình khám phá vô tận thôi. Trong vũ trụ rộng lớn có một dải thiên hà xinh đẹp. Trong vòng tay của Thái Dương Hệ có một hành tinh nhỏ màu xanh. Núi cao, vực sâu, sa mạc hùng vĩ, đại dương bao la, những kỳ quan vĩ đại của thế giới. Thiên nhiên ẩn chứa bao điều kỳ bí. Hãy tới nắm lấy tay tôi và chúng ta cùng đi. Chúng ta cùng khám phá những điều bí ẩn. Hãy cho chúng tôi biết câu hỏi của bạn và chúng ta cùng du hành vào vũ trụ tri thức xinh đẹp. Thế giới diệu kỳ. Tập 43. Một vụ núi lửa phun trào. Lonka, chúng ta nhổ nốt củ này là xong rồi. Tớ tới đây. Nhổ nốt củ cải này là chúng ta có thể về nhà chuẩn bị bữa trưa rồi. Lonka, có cần tớ giúp không? Không cần đâu. Cố lên Lonka, cậu có thể làm được mà. Cố lên. Cố lên, kéo mạnh tí nữa. Gần được rồi. Willy này, cậu có cảm thấy mặt đất rung chuyển không? Có, nhưng không phải lo đâu. Chắc là trái đất hắt xì hơi đấy mà. Thôi nào, mau nhổ củ cải lên và đi về thôi. Ừ. Lần này thì là gì thế Willy? Thôi được rồi, chắc là trái đất bị cảm lạnh rồi. Tớ có linh cảm là có chuyện gì đó sắp xảy ra đấy. Đừng ngốc nghếch như vậy chứ, Blanca. Nhổ củ cải này lên và chúng ta đi về thôi. Được thôi. Blanca, nhìn này, mặt đất đang nứt ra kìa. Ôi trời ơi, không hay rồi. Nhất định là động đất rồi. Phải làm sao đây? Gì thế kia? Ngọn núi lửa đang phun kìa. Mau chạy đi thôi. Lên ca, mau lên. Cứu tôi với. Nguy hiểm quá. Tớ cứ tưởng chúng ta tiêu rồi chứ. Nhưng bao nhiêu công sức thu hoạch củ cải của chúng ta thì tiêu rồi. Lên ca, sao ngọn núi đó lại phun lửa được nhỉ? Cái đó thì tớ cũng không rõ nữa. Tớ sẽ tìm thử trong bách khoa toàn thư xem. Lonka, cậu đã tìm được câu trả lời chưa hả? Cậu bình tĩnh đi, đợi tớ một chút nữa. Trời ạ, đúng là lãng phí thời gian mà. Đúng rồi, chúng ta có thể tự tìm câu trả lời được mà. Hả? Đừng chần chừ nữa, đi thôi nào. Đây là phương tiện siêu mặt đất, được phát minh bởi tiến sĩ Chris. Khá tuyệt phải không? Ngồi ổn định đi. Cùng đi vào lòng đất thôi. Chúng ta gần tới nơi rồi. Tớ không thể tin được là chúng ta đang ở trong lòng của ngọn núi đó. Nhưng mà chỗ này nóng quá. Đó là cái gì vậy? Trời, là dung nham đó. Hèn gì chỗ này nóng thế. Còn phải nói, tớ mất cả mồ hôi nè. Đi thôi, chúng ta cùng đi tiếp thôi. Chạy mau. Dung nham sắp tuôn trào rồi. Willy, giờ thì làm sao đây? Chúng ta phải mau ra khỏi đây thôi.
Nhìn kia, phía trên có lối thoát. Nhưng làm sao mà chúng ta lên đó được? Mau chạy tới lối ra thôi, mau lên. Suốt chút nữa thì tiêu. Ôi, dung nham lại dâng lên rồi. Blanca, chúng ta phải mau ra khỏi đây. Willy! Cứu tôi với! Blanca, cẩn thận phía trước. Trò này vui quá. Chạy mau. Vậy đó là những gì các cháu đã gặp à? Các cháu đã được trải nghiệm một ngày có ngọn núi lửa phun trào đó. Gì ạ? Núi lửa phun trào? Để ta giải thích cho các cháu nhé. Bên trong trái đất chứa đầy dung nham nóng sôi sục. Dưới áp suất cực lớn, dung nham sẽ xuyên qua lớp vỏ của trái đất và trào lên bề mặt từ điểm yếu nhất. Núi lửa là vùng đất cao, được tạo thành do tích tụ dung nham hoặc các chất có nhiệt độ cao khác. Khi nó phun trào, một lượng lớn dung nham nóng bỏng, khí, bụi và đá phóng lên bầu trời tạo thành một cột lửa. Vậy tại sao lại có sấm sét và mưa bão hả, tiến sĩ Crush? Bình tĩnh, nghe tiếp nè. Trong lớp khói nó phun ra có phân tử mang điện tích dương và trong núi lửa mang điện tích âm. Khi gặp nhau ở trên cao, nơi có nhiệt độ rất thấp, chúng sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành những hạt mưa. Đó là lý do tại sao lại có bão sau khi núi lửa phun trào. Trên thực tế, có 3 loại núi lửa đang hoạt động, núi lửa không hoạt động và núi lửa đã tắt. Một ngọn núi lửa không hoạt động là một ngọn núi lửa đã không phun trào trong một thời gian dài. Một ngọn núi lửa đã tắt là một ngọn núi lửa không cần hoạt động. Wow, hôm nay chúng ta đã học được thật nhiều điều.